xa rồi lòng ai không nhiều, trong giấc mơ tìm về khá ít hằng gọi em. Kỷ niệm ngày bên nhau mừng xanh dây trắng hồn nào, một thuở học trò làm sao xóa trong về sáng năm phượng rơi đỏ thắm sân trường, đường xương lối phố mình chờ màu trắng giờ tìm nơi đâu. Về sáng năm phượng rơi đỏ thắm sân trường, đường xương lối phố mình chờ màu trắng giờ tìm nơi đâu. Xin chào tất cả các bác và các anh em. Ở buổi sáng hôm nay thì em làm chiếc vang số X12 hàng mới của chuyên Thái Bình. Và em chia sẻ các anh em như thế này. Từ xưa nay thì trong quá trình căn chỉnh vang số thì là em cảm nhận được rằng là khi mà làm nhạc ảnh hưởng đến chất âm của phần mic và phần effect. Thì vừa rồi thì em cũng mở một bài nhạc ở trên TV qua chiếc vang X12 hàng mới có cái mã là EK880. Thì phần nhạc thì thế này. Phần nhạc thì em mới chỉnh sơ sơ thôi nhé. Phần nhạc, đây là phần nhạc trên X12. Và các anh em thấy rằng là đây là cái giá trị mà em đưa về reset nhé. Giá trị là đưa về reset. Và vừa rồi có nghe nhạc ở trên X12. Thế thì bây giờ mới thử cái phần mic xem là khi chúng ta thay đổi khi chúng ta thay đổi như vậy là cái phần music thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái phần mic. Cái này thì em chia sẻ với anh em rất là nhiều ở trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số. Thì phần nhạc thì vừa rồi em thử rồi, thế còn phần mic này các anh em, đây là các cái giá trị mà đưa về cái tính chất mặc định của nhà sản xuất. Mặc định nhà sản xuất, các tần số này tần số do nhà sản xuất định ra, kể cả là giá trị Q cũng là do nhà sản xuất định ra. Thế thì em mới thử mấy cái tần số như này nhá. 125 này, 180 này, 315. Thì 125 thì nó trung trầm, 198 là trung trầm, 315 trung trầm. Thế thì bây giờ là đầu tiên chúng ta sẽ đưa nó về chế độ bypass đi. Đưa được về chế độ bypass nhá, để là thử mic này. Đây là mới thay đổi cái giá trị ở trong phần music và có 3 cái vị trí của giải trung trầm. Và giải quy là để là 4 này, 4 này, 6 này. Và cái 125 này là âm 5 này, 198 là âm 4 này, và 315 âm 3 nhé. Thế bây giờ để cái bypass này, bypass nhé. Để bypass tức là nó không bị ảnh hưởng bởi cái việc chúng ta căn chỉnh. Và bây giờ sẽ thử mic này. Âm lượng mic là 20, cái effect tổng 31 nhé. Thử mic giờ L của chú em ở Khánh Hòa này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Đây là trong một cái trường hợp mà chúng ta làm effect hay rồi nhé. Trong một cái trường hợp thì chúng ta làm effect hay rồi. Thì bây giờ là bài bát 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Bỏ bài bát này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. 4 7 10. Rõ ràng các bác anh em thấy nó ổn hơn đúng không ạ? Thấy ổn hơn rồi. Tức là khi chúng ta sử dụng chế độ bypass, tức là không can thiệp thì nó ổn hơn rồi. 4 7 10 4 7 10 4 7 10. Rõ ràng là khi chúng ta can thiệp vào là có tác dụng nhá. Và khi chúng ta giảm cái tần số trung trầm này này để cho âm trầm nó tròn gọn này, âm trung nó rõ nét này. Đấy, và âm cao nó sáng nhá. Thế còn bây giờ như vậy là chúng ta sẽ là tăng dần lên nhé.
bốn bảy mười. Tức là cái âm trung trầm nó bị ồ ra, cộng với lại cái việc mà trên thiết bị nó dư trung trầm, cộng với không gian nó bị dội âm trầm, thì rõ ràng rằng là nghe nó bị ồn rồi. 4 7 10 4 7 10 4 7 10. Thì vừa rồi em mới thử có đại diện cho ba giải trung trầm. Thế bây giờ là vào cái giải trung này, giả dụ cái tần số 721 nhé. Thì cái quy này để tầm 3 đi. Để tầm 3 này. Thì bây giờ là không giảm nhé. Không giảm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Rõ ràng khi chúng ta giảm 3 decibel thì cái âm cao nó đẹp nhé. 1, 2, 6, 6, 6. 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Một tần số nhá. Bây giờ cái giải trung cao này. Giải trung cao thì cái 2000 này này, nó là trung cao này, đanh cắt ở đây này. Thì để 3 nhá. Bây giờ là giảm này. 1 2 3 4 5 4 7 10 2 3 5 6 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
3 đi. 3 0 50 để 3 này. Giảm này. 1 2 1 2 1 2 6 6 6 6 6 6 6. Các bác thấy rằng là đây là một cái đồ thị của X12. Và chỉ cần như vậy tác động vào 3 giải trung trầm, 1 giải trung và 2 trung cao, là như vậy chất âm của cái phần mũ xích cũng như là cái phần mic nó đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Với một điều kiện làm effect hay thì chỉ cần như vậy là can thiệp vào 3, 4, 6, 6 vị trí thôi thì chất mic đã đẹp rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ngoài ra cắt thấp thì nó ảnh hưởng này, cắt thấp nó ảnh hưởng nhé. 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6. 1, 2, 6, 6. 1, 2, 6, 6. 1, 2. Cắt thấp nó ảnh hưởng nhé. Thế cho nên rằng là đây là một cái mà các anh em thấy rằng là khi mà làm ăn số ấy, là phải thử thực tế. Khi làm nhạc là phải thử, cắm mic và thử. Cho nên khi em hướng dẫn các anh em ấy, thì em vẫn như vậy là chia sẻ hướng dẫn, thì em vẫn bảo các anh em là khi mà làm nhạc ấy là các anh em phải cắm mic và vang để căn chỉnh nhạc. Cái này là một cái mà thông qua kinh nghiệm nhiều năm thử nghiệm và nghiên cứu vang số thì em lại có những cái mà có thể là nắm bắt được để mà vừa làm lại vừa chia sẻ với các bác và anh em. Thế cho nên rằng là đây là một cái mà các anh em có thể là tham khảo khi mà làm nhạc ở trên cái dòng vang số X12.